nộp thuế rồi thì đến đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ xác định tiếp là phần thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào. Thì trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi ôn tập từ phương trình tính thuế đi lên cho nó dễ. Yeah. Rồi, sau phần này để xác định trong phần bao gồm cả phần số 2 và phần số 3 này luôn thì thuế thu nhập doanh nghiệp mình viết tắt bằng từ tiếng Anh nha cho nó ngắn. Là gì ạ? Sẽ bằng gì ạ? Thu nhập tính thuế yeah. Trừ đi quỹ phát triển khoa học công nghệ và sao nhân với thuế suất. Được chưa? Đây là công thức đầu tiên. Nhưng trong phần này, trong cái công thức này chúng ta sẽ thấy thuế suất thì là một yếu tố riêng, chúng ta sẽ xác định một cái cơ sở tính thuế để chúng ta sẽ xác định. Cái tiếp theo là quỹ phát triển khoa học công nghệ và cái phần này là cũng là một mục chúng ta có thể xác định. Và ở đây nhưng cái phần này thu nhập tính thuế thì vậy thì thế nào được coi là thu nhập tính thuế thì chúng ta lại đi nhỏ xuống một chút xíu. Thu nhập tính thuế là gì? Mình viết tắt nhỉ. Trong phần này thu nhập tính thuế sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế và trừ đi các khoản lỗ năm trước chuyển sang. Được chưa? Đây sẽ là công thức tính thu nhập tính thuế bằng gì ạ? Thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế và trừ đi các khoản lỗ năm trước chuyển sang. Ở trong cái công thức này chúng ta lại chia nhỏ hơn một tí. Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế thì khi đó sẽ được xác định bằng gì ạ? Doanh thu tính thuế. Gì ạ? Trừ đi chi phí được trừ. Và làm sao ạ? Cộng với thu nhập khác. Yeah. Đây sẽ là công thức xác định thu nhập chịu thuế của chúng ta. Rồi, ở phần đây từ cái phương trình như này tính ra chia nhỏ ra chúng ta có 3 phương trình tính thuế đúng không ạ? Từ phần này chúng ta sẽ thấy được để có thể tính được cuối cùng là thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu. Bước đầu tiên chúng ta phải xác định gì ạ? Rồi, chính xác ở đây. Đây sẽ là bước số 1 chúng ta phải xác định gì ạ? Doanh thu tính thuế trước. Sau khi xác định được doanh thu tính thuế xong rồi thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Đi xác định các khoản chi phí được trừ. Yeah. Xác khoản các khoản chi phí được trừ xong sẽ đến mục số 3. Các khoản thu nhập khác ở đây cụ thể là các khoản nào? Tôi xác định ba khoản này. Áp đến đây chúng ta sẽ tính được thu nhập chịu thuế. Sau khi xác định được thu nhập chịu thuế xong rồi thì sẽ lên cái phương trình tận trên. Chúng ta sẽ xác định gì ạ? Khoản tiếp theo, mục số 4 là các khoản thu nhập miễn thuế là như thế nào? Và thế nào là các khoản lỗ năm trước được chuyển sang một cách hợp lý? Được chấp nhận theo quy định của văn bản luật là mục số 5. Sau khi xác định được thu nhập tính thuế rồi, chúng ta sẽ xác định gì ạ? Mục số 6 sẽ là phần gì đây? Là phần quỹ phát triển khoa học và công nghệ như thế nào? Và cuối cùng, cái số 7 là gì ạ? Xác định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu để chúng ta có thể tính được thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp là bao nhiêu? Phức tạp không ạ? Hơi bị nhiều vấn đề. Từ số 1 đến mục số 7. Thấy chưa? Thì trong phần này nếu như gọi là theo chiều tính xuôi thì chúng ta sẽ tính như thế này à, nhưng các bạn thấy nếu như mà xác định doanh thu tính thuế cho cả năm, đặc biệt là các khoản chi phí được trừ cho cả năm, chúng ta sẽ phải liệt kê hết ra như này. Có phiền phức không ạ? Thực ra là vẫn làm được nhưng nó sẽ hơi phiền phức ở đoạn nó rất là nhiều. Thay vì như vậy thì bên đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có một cách tiếp cận khác, cũng vẫn là trên nguyên tắc này, nhưng chúng ta không làm xuôi theo chiều này nữa mà chúng ta làm theo chiều gì ạ? Ngược lại. Hay là gọi mình vẫn nói với các bạn nôm na là theo tương tự như phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gì ạ? Gián tiếp. Chúng ta sẽ xuất phát gì ạ? Từ tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, sau đó thực hiện các khoản điều chỉnh hay gọi là các khoản khác biệt, các khoản chênh lệch giữa kế toán và thuế để làm gì? Để cuối cùng ra được tổng thu nhập chịu thuế là bao nhiêu và tính ra thu nhập tính thuế là bao nhiêu. Yeah. Như vậy hơn nữa là các bạn khi mà các bạn đã đi thi chứng chỉ thuế như thế này rồi thì chắc chắn là các bạn đã trải qua một số mùa quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp rồi đúng không ạ? Thì lúc mà trên cái mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của bạn, chỉ tiêu đầu tiên là gì ạ? Chính xác đó là gì ạ? Tổng thu nhập chịu thuế, tổng thu nhập kế toán trước thuế, được chưa? Như vậy ở phần này thì cho cái cách thức quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tương tự. Nếu như các bạn có gặp phải bài tập liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, đa phần là các bạn cũng sẽ làm như thế này.
Các bạn sẽ xác định cái bước đầu tiên, bước 1 là chúng ta sẽ xác định gì ạ? Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Thông thường tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, con số này sẽ là con số các bạn lấy trên báo cáo tài chính, lấy trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở kinh doanh, được chưa? Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Bên nào mà có bắt buộc thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán thì thông thường các bạn hay lấy cái thông tin này trên báo cáo kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên báo cáo kiểm toán, được chưa? Sau khi có tổng lợi nhuận kế toán trước thuế như thế này rồi, chúng ta mới thực hiện gì ạ? Các động tác điều chỉnh. Ở đây sẽ điều chỉnh gọi là điều chỉnh gì ạ? Điều chỉnh chênh lệch giữa kế toán và thuế, được chưa? Thì điều đã gọi là điều chỉnh thì sẽ có những trường hợp gọi là điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm. Thì ở đây chúng ta sẽ có, sau khi xuất phát từ tổng lợi nhuận kế toán trước thuế như thế này, chúng ta sẽ cộng với các khoản điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế. Chúng ta quay lại phương trình này một chút xíu. Thu nhập chịu thuế bằng gì ạ? Thu nhập chịu thuế sẽ bằng doanh thu tính thuế trừ đi chi phí được trừ và cộng với thu nhập khác. Vậy thì từ cái phương trình này các bạn sẽ thấy cái nào sẽ làm tăng thu nhập chịu thuế ạ? Đúng rồi, trong trường hợp đấy các khoản làm tăng thu nhập chịu thuế đấy là gì ạ? Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu tính thuế. Và gì ạ? Các khoản điều chỉnh giảm chi phí được trừ. Mà giảm chi phí được trừ thì có nghĩa đồng nghĩa với động tác chúng ta làm gì đấy ạ? Loại ra, xuất toán ra các khoản chi phí không được trừ. Đấy, đấy là cái số 2. Tương tự như vậy với phần thu nhập khác, đấy là gì? Các khoản điều chỉnh tăng thu nhập khác thì cũng đồng thời sẽ làm ảnh hưởng là tăng thu nhập chịu thuế. Đây, các bạn thể hiện đây, các bạn sẽ thấy đấy là cái số 1, đấy cái mũi tên này, nghiện đây các khoản điều chỉnh tăng và điều chỉnh tăng. Cái ngược lại, sau khi điều chỉnh tăng xong rồi chúng ta sẽ có động tác gì ạ? Điều chỉnh giảm, nghiện chúng ta sẽ thực hiện là điều chỉnh giảm các khoản làm giảm thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản làm giảm thu nhập chịu thuế. Ở đây cũng quay lại cái phương trình này một chút xíu. Những khoản nào sẽ làm giảm thu nhập chịu thuế, đấy là các khoản làm gì ạ? Làm giảm doanh thu tính thuế, được chưa? Thì sẽ làm sao? Làm giảm thu nhập chịu thuế. Còn các khoản gì ạ? Tăng các khoản chi phí được trừ. Yeah. Tăng các khoản chi phí được trừ. Thì khi đó trừ của trừ nó thành gì ạ? Nó thành tăng lên, tăng các khoản chi phí được trừ. Thì khi đó chúng ta cũng sẽ làm giảm thu nhập chịu thuế của chúng ta. Ngược lại, đối với thu nhập khác thì sao ạ? Các khoản điều chỉnh giảm thu nhập khác cho mục đích tính thuế thì cũng sẽ làm giảm tổng thu nhập chịu thuế của các bạn, thấy chưa? Sau khi các bạn thực hiện cái động tác này xong rồi, kết quả mà các bạn có được sẽ là gì ạ? Sau khi thực hiện các động tác điều chỉnh tăng giảm như thế này, nó chính là gì đây ạ? Chính là tổng thu nhập chịu thuế, thấy chưa? Chúng ta sẽ tính được tổng thu nhập chịu thuế. Rồi, và đến đoạn này xong thì chúng ta lại bắt đầu xuôi như cái hướng này. Sau khi xác định được tổng thu nhập chịu thuế xong rồi thì chúng ta sẽ gì ạ? Trừ đi thu nhập miễn thuế. Được yeah. Chưa? Trừ đi thu nhập miễn thuế xong còn trừ đi gì nữa ạ? Trừ đi khoản lỗ được chuyển. Trừ đi khoản chuyển lỗ. Được yeah. Trừ đi khoản chuyển lỗ. Và sau khi trừ đi chuyển lỗ thì chúng ta tính được gì ạ? Tổng thu nhập tính thuế. Sau khi xác định được tổng thu nhập tính thuế xong rồi, cuối cùng là chúng ta làm động tác gì? Tính ra số thuế và phải nộp là bao nhiêu? Thì muốn tính được số thuế phải nộp thì chúng ta cũng sẽ phải làm thêm một động tác nữa là gì ạ? Trừ đi quỹ phát triển khoa học công nghệ. Yeah. Sau đó mới làm sao ạ? Nhân với cái này với thuế suất. Yeah. Thì chúng ta xác định được cuối cùng là nghĩa vụ thuế chúng ta phải nộp là như thế nào. Yeah. Đây là cái phương pháp để cái công thức tính và cái cách tiếp cận của chúng ta theo chiều mà mình vẫn gọi nôm na là theo phương pháp gián tiếp đấy ạ. Thì chúng ta sẽ xuất phát từ tổng thu nhập kế toán trước thuế. Ở trong đây các bạn sẽ thấy nhiều thu nhập không ạ? Chúng ta có gì ạ? Thu nhập chịu thuế, có thu nhập tính thuế, rồi chúng ta có thêm gì ạ? Thu nhập miễn thuế, ba loại. Thì các bạn lưu ý cho mình một cách để các bạn phân biệt này: thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế nó xét trên hai góc độ. Đối với thu nhập chịu thuế tức là xét về mặt gì ạ? Xét theo yếu tố gì ạ? Định gì ạ? Định tính, tức là xét theo yếu tố định chất. À, thật xin lỗi các bạn. Thế là xét theo yếu tố là định tính, thật là xét theo tính chất của nó. Tính chất ở đây của một khoản thu nhập, nó là chịu thuế hay không chịu thuế. Được chưa? Còn đối với thu nhập tính thuế thì sao ạ?
nó mang tính chất là định lượng để cho mục đích gì ạ? Tính toán, tính thuế mà. Và nó sẽ là cho mục đích tính toán. Thế còn thế nào là thu nhập được miễn thuế ạ? Hôm trước chúng ta có trao đổi rồi đúng không ạ? Thu nhập được miễn thuế thì vốn dĩ nó sẽ là gì ạ? Vốn dĩ nó là các đối tượng chịu thuế nhưng vì một lý do đặc biệt nên nó sẽ được áp dụng miễn thuế. Và các trường hợp miễn thuế ở đây vì nó đơn giản và dễ hơn nên là mình sẽ trao đổi trước các khoản thu nhập miễn thuế mà các bạn có thể gặp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Và đây là cụ thể là gì? Các khoản thu nhập liên quan đến hoạt động nông lâm ngư nghiệp, sản xuất và nuôi trồng thủy sản, làm ruộng các kiểu dạng như thế. Nông lâm ngư nghiệp, cái hoạt động đó thì được gọi là một trong các hoạt động nên không được miễn thuế. Cái số 2, cái đấy là cho mục đích kinh tế. Cái số 2 là cho mục liên quan đến mục đích xã hội. Mục đích xã hội thì ở đây nếu như mà cái thu nhập của các bạn, của cơ sở kinh doanh của các bạn mà xuất phát từ cái việc mà các bạn thuê lao động, mà những cái đối tượng lao động đấy là những cái đối tượng mà cần phải được hỗ trợ của xã hội, ví dụ như là gì ạ? Người tàn tật, người dân tộc thiểu số, thậm chí là những cái người mà ví dụ như bị mắc bệnh HIV các kiểu như vậy. Nếu như cái tỷ lệ mà các bạn thuê trên 30% trở lên, số lượng lao động thuộc cái nhóm này từ 30% trở lên thì cái phần thu nhập tương ứng sẽ được tính xét vào đối tượng là miễn thuế để không tính điện. Cái số 3 là cái mà các bạn có thể gặp, đấy là trường hợp là cái lợi tức nhận được từ việc đầu tư góp vốn vào cơ sở kinh doanh khác sau khi cơ sở kinh doanh đấy đã tiến hành nộp thuế và chia lợi tức cho các bạn, cho doanh nghiệp, thì khi đó cái doanh nghiệp ở cái lợi tức đấy là lợi tức gì ạ? Trước thuế, sau thuế ạ? Sau thuế. Mà nguyên tắc của thuế là gì ạ? Thuế không trùng thuế. Nếu như cùng là một khoản thu nhập đó đã bị đánh thuế ở công ty con, đã nộp thuế ở công ty con thì về công ty mẹ sẽ không phải nộp thuế nữa. Đấy chứ? Mặc dù là có thể là công ty mẹ, công ty con lúc sau sang phần này chúng ta có ưu đãi thuế, thuế suất áp dụng là khác nhau. Công ty con lúc đấy là áp dụng theo thuế suất gì ạ? 5%, mà mẹ thì áp dụng theo 10% chẳng hạn. Lúc đấy thì mặc dù là mức thuế suất khác nhau như vậy nhưng bản chất của nó vẫn là gì ạ? Khoản thu nhập sau thuế, tức là sau khi đã nộp thuế nên sẽ không bị tính thuế một lần nữa. Đấy là một số các trường hợp liên quan đến thu nhập miễn thuế mà các bạn cần làm. Cái quan trọng và cái vấn đề nguy hiểm nhất của chúng ta đây là xác định gì ạ? Xác định thu nhập chịu thuế như thế nào. Nên phần nội dung tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào là để chúng ta có thể xác định được thu nhập chịu thuế. Và trong phần xác định thu nhập chịu thuế này thì chúng ta nên lưu ý cái điểm gì? Mình luôn luôn nhắc với các bạn là chúng ta sẽ học về mặt nguyên tắc, chứ chúng ta không đi học và không nhớ theo các trường hợp đặc biệt ngay từ đầu. Thì nếu nhớ như vậy thì các bạn nhớ hết mấy bao nhiêu đấy mục, đặc biệt là các khoản mục, các khoản chi phí được trừ và không được trừ, mang tính chất đặc biệt nó sẽ rất là nhiều.